Xin chào mọi người, mình là Thu Hải, mình là chuyên viên pháp lý của công ty Dohiko. Thì Hải phụ trách về bộ phận soạn hồ sơ như các thủ tục như thành lập công ty, thay đổi các nội dung trong giấy phép, vân vân. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cách soạn hồ sơ, đăng ký, thay đổi địa chỉ và số điện thoại của chi nhánh của ba loại hình doanh nghiệp luôn nha. Thì nếu như các bạn chưa biết thì Dohiko chuyên làm hồ sơ về thành lập công ty, dịch vụ kế toán, đăng ký độc quyền thương hiệu và các loại giấy phép con. Nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin về công ty mình thì vào trong web dohiko.com để biết thêm thông tin nha. Thì các video chia sẻ của mình đều là những việc làm hàng ngày của mình, nên mình muốn chia sẻ cho các bạn biết để các bạn làm hồ sơ dễ dàng hơn. Còn như các bạn gặp trục trặc gì thì có thể comment bên dưới hoặc là liên hệ với Hải qua Zalo, số điện thoại để trên màn hình nhé. Còn bạn nào muốn Hải chia sẻ thêm về chủ đề gì thì có thể comment chủ đề đó bên dưới để mình sắp xếp thời gian ra video hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ của chi nhánh trước. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ thay đổi của văn phòng đại diện nhé. Thì hồ sơ thay đổi địa chỉ và số điện thoại gồm có một loại hồ sơ, đó là thông báo về việc thay đổi của chi nhánh nhé. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ trên máy tính nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn thông báo về việc thay đổi nội dung của chi nhánh nha. Thì đầu tiên ở thông báo chúng ta sẽ ghi tên công ty. Và ở đây mình ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko. Và phía nội dung này mình ghi là về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Thì mình sẽ ghi là kính gửi phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Tên doanh nghiệp thì ở đây mình ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko, mã số thuế là 123456789, ngày cấp là ngày 6 tháng 6 2018, nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Còn công ty của bạn tên gì, mã số thuế bao nhiêu, ngày cấp bao nhiêu và nơi cấp ở đâu thì các bạn điền vào đây giống như mình nhé. À mà hãy nói luôn là ngay chỗ phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh á. Nếu mà công ty của bạn ở tỉnh thì bạn ghi là tỉnh Đồng Nai hay là tỉnh Bình Dương chẳng hạn ha. Về nội dung thì chúng ta sẽ ghi tên của chi nhánh. Thì ở đây mình ghi là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko. Mã số thuế của chi nhánh là từ 1-9-001. Ngày cấp là ngày 12 tháng 9 2020. Nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Thì công ty của bạn tên chi nhánh là gì, mã số thuế bao nhiêu, ngày cấp bao nhiêu và nơi cấp ở đâu thì các bạn điền vào đây giống như mình nhé. Về nội dung đăng ký thay đổi thì thứ nhất là Hải sẽ ghi là đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh. Thì ở đây mình sẽ thay đổi địa chỉ chi nhánh tới 118 đường B, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và sẵn tiện thay đổi địa chỉ của chi nhánh thì mình cập nhật luôn số điện thoại luôn ha. Thì ở đây mình để số điện thoại 0283726 8328. Còn công ty của bạn muốn ghi số điện thoại nào thì bạn ghi vào đây nha. Tiếp theo chúng ta sẽ ký tên của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu chi nhánh ha. Thì ở đây mình để ví dụ là Nguyễn Văn A. Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn xong cách soạn về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh và bổ sung thêm số điện thoại của chi nhánh rồi nha. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ là làm như thế nào rồi. Và mình có để link biểu mẫu bên dưới, các bạn nhấn vào để biết thêm thông tin nha. Hy vọng video này của mình sẽ giúp ích cho các bạn làm hồ sơ. Nếu như các bạn thích thì hãy subscribe kênh pháp lý Dohiko để hãy ra các video về thủ tục pháp lý đều đặn hơn. Và cũng như đừng bỏ lỡ các video hàng ngày của Dohiko nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để Dohiko ra nhiều video hữu ích hơn. Hãy like và share để nhiều người biết đến hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.